Đi theo đây. Phone này là cấp sinh cốt dạng 4. Hôm nay học 2 dạng nhé, dạng 4 và dạng 5. Là hết cái bài đồng sách giáo khoa luôn. Hôm sau là sẽ học tổng hợp tất cả những cái gì ta cần chữa thì ta sẽ nói hôm sau. Bây giờ ta sẽ phải phân tích một chút nha. Rồi ghi tiêu đề ra đây. Chúng ta sẽ phân tích một chút nào. Cái từ đẳng cấp là gì? Đẳng là gì các bạn? Bằng đúng không? Đấy, đẳng là bằng. Rồi. Hồi xưa lớp 11 còn khóa trước con có đứa vào đẳng là đẳng thượng đẳng. Đẳng là bằng, được chưa? Thăng đẳng thức ấy, bằng nhá. Còn cấp. Cấp ở đây là cấp độ. Cấp độ tức là hiểu chính xác cấp độ thì cũng không đúng, mà phải là hiểu là mũ. Mũ. Cái mũ là cái cấp ấy. Ví dụ x mũ 2 là cấp 2 đấy. X mũ 2 đó. Thì ở đây này. Đẳng cấp sin cốt tức là cái thằng sin này với thằng cốt này này, nó sẽ xuất hiện trong cùng một câu. Và hai cái thằng này nó sẽ cùng bậc với nhau, cùng cấp bậc, tức là cùng mũ ấy. Thì các bạn có thể thấy trong cái tờ đề ở đấy này. Tất cả những cái câu như thế này nhá. Nó sẽ có chúng một cái dạng tổng quát như này. Đó là A sin bình x cộng B sin x cột x cộng với C cột bình x bằng D. A sin bình cộng B sin x cột x cộng C nhân cột bình x bằng D. Các bạn thấy đẳng cấp ở chỗ nào nào? Thứ nhất là cái sin bình, đúng không? Với cột bình thì đều là mũ 2 cả, đúng không? Đấy, nó cùng bậc với nhau, cùng mũ ấy, cùng cấp độ ấy. Thế còn cái này này thì các bạn này thấy là sin là mũ 1, cột cũng là mũ 1. Thì hai thằng mũ 1 với nhau thì ta hiểu đó là mũ 2, thấy chưa? Mũ 1 với mũ 1 nó thành mũ 2. Đấy, cái này cũng mũ 2, cái này mũ 2. Thế tất cả đều là mũ 2 cả. Thấy chưa? Thì là đẳng cấp. Và thì cách làm phương trình đẳng cấp là như thế nào? Phương pháp làm này. Phương pháp dài. Bước 1. Đó là em sẽ xét cho thầy đó là cột x nó bằng 0. Bước 1 em sẽ cột x bằng 0. Bước 1 ta xét cột x bằng 0. Nhưng hôm nay vẫn hơi nhiều quá nhỉ. Thì điểm tránh là xem ai bằng ai. Rồi xét cột x bằng 0. Sau khi bạn xét cột x bằng 0 xong này thì ta làm như này. Đó là cả bạn sẽ thay cột vào đây. Được chưa? Thay cột vào đây. Sau khi thay cột vào cái phương trình ở đây này thì ta sẽ ra được hai cái tình huống. Tình huống thứ nhất. Tình huống thứ nhất này. Đó là sin x nó bằng 1. Nhắc lại, sau khi các bạn tìm được cột, các bạn thay lên đây thì một tình huống các bạn tính ra được sin x. Đây, thay vào đây này, cái này bằng 0 đúng không? Cái này bằng 0 đúng không? Thì kiểu gì nó cũng các bạn cũng sẽ tìm được cái thằng sin x đó. Và nếu mà sin x bằng 1 thì ta ghi nếu cột x bằng 0 sin x bằng 1 thì ta ghi là phương trình luôn đúng. Đấy, phương trình này sẽ luôn đúng. Và tại sao này ghi luôn đúng này? Tại sao lại ghi luôn đúng? Ra giải thích này. Đó là sin bình cộng cột bình thì nó bằng 1. Cho nên cái cột này này, nghe nhá, tại sao cột x bằng 0 sin x bằng 1 thì nó luôn đúng? Thì bởi vì là
ta có luôn có công thức là sin bình của cột bình bằng 1. Mà nếu như cột bằng 0 thì sin sẽ luôn bằng gì các bạn? Bằng 1 đấy, đúng không? Đấy, cho nên là nếu mà cột x bằng 0 thì sin x nó bằng 1 là đúng. Và tình huống thứ hai các bạn giải ra nếu sin x hạng 1, thông thường là sẽ rơi vào tình huống số 2. Đa phần rơi vào tình huống 2. Và tất nhiên nếu cột x mà bằng 0, sin x mà hạng 1, thay vào đấy nhá. Thay vào đấy mà bạn tính được sin x hạng 1 ấy thì các bạn sẽ ghi là điều này là sai, được chưa? Đó, điều này là sai. Và khi đã sai thì chúng ta sẽ sang cái tình huống số 2. Tình huống 2 đó là chúng ta sẽ xét cái thằng cột x hạng 0. Rồi, xét cột x hạng 0. Sau khi các bạn xét cột x khả không rồi này, trường hợp 1 là bằng 0, trường hợp 2 khả không. Khi nó khả không thì bạn sẽ được quyền chia 2 vế cho cột bình. Ta chia 2 vế cho cột bình phương. Chia 2 vế cho cột bình phương x. Và sau khi chia này, sau khi các bạn chia nha, là tí nữa ta sẽ ra được một cái phương trình, đó là phương trình của tan x. Làm thế nào để ra phương trình tan x, tí nữa ta vào bài là ta biết, thấy chưa? Phương trình kiểu tan x và bạn giải phương trình tan x, thấy chưa? Rồi, ok, nó chỉ thế thôi. Làm thế nào để ra phương trình tan x thì vào bài ta nói nha. Và ta ghi một cái chú ý như này, đó là 1 trên cột bình thì nó bằng là một cái công thức quan trọng của lớp 10 đấy. Có nhớ là cái gì nhỉ? Tan bình x cộng cộng 1, thấy chưa? Một cái công thức của lớp 10 rất quan trọng. Tan bình x cộng 1. Ok. Thì đấy chính là cái cách để chúng ta làm phương trình đẳng cấp. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì phải vào bài mới hiểu được, đúng không? Thì đấy chỉ là cái phương pháp thôi. Còn giải cụ thể như nào thì vào bài nhá. Ví dụ 1 này. Câu A, sin bình x cộng 3 sin x cột x trừ 4 cột bình x bằng 0. Sin bình x cộng 3 sin x cột x trừ 4 cột x bằng 0. Thì đây chỉ là phương trình đẳng cấp đấy. Và ta sẽ giải giải nó như thế nào. Câu bảo trả này, đúng 1 này, bạn xét cột x bằng 0. Cộng 1 xét cột x bằng 0. Bước 1 là em xét cột x bằng 0. Lúc này ta sẽ được là gì nào? Thay vào đây, cái này bằng 0 này đúng không? Cột bằng 0 thì cái này bằng 0 này, cái này cũng bằng 0 luôn này. Thì như vậy là sin bình bằng gì các bạn? Nào thay vào thì ra được sin bình bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Ok, sin bình bằng 0. Hay nói cái khả năng sin x bằng 0 đấy. Và điều này là gì các bạn? Nó sẽ rơi vào tình huống nào nhỉ? Cột x bằng 0 thì sin x bằng 0 tức là hạng 1 đấy đúng không? Thì chắc chắn điều này là sai. Bởi vì khi đã cột x bằng 0 ấy hoặc là vô lý. Bởi vì khi cột x bằng 0 bắt buộc sin x nó phải bằng 1. Đấy. Cho nên là nếu mà sin x bằng 0 thì ta kết luận là cái điều này bị sai. Vậy chắc chắn là cột x nó sẽ phải khác khác không? Ta sang trường hợp 2. Xét cột x khác không? Lúc này bạn sẽ chia 2 vế cho cột bình. Như phương pháp luôn. Rồi, xét cột x khác không? Bạn chia 2 vế cho cột bình. Bạn chia 2 vế cho cột bình. Thì lúc này ta sẽ có như sau. Sin bình chia cột bình. Chia cột bình. Cộng 13 lần sin x cột x chia cột bình. Tất cả chia cho cột bình mà. Trừ đi 4 cột bình chia cột bình.
đi băng thông. Giờ như thế này để làm cái gì thì các bạn xem nhá. Đây. Rồi các bạn hôm nay chưa có bên cạnh. Bây giờ các bạn nhìn tiếp này. Xin mà trên cốt thì là gì? À, ta có một cái công thức đó là tán sẽ bằng xin chia cốt, đúng không? Thì ở đây là xin bình chia cốt bình, chỉ là bằng tán bình nhá, tán bình công này. Ở đây ta thấy này, cốt x với cốt bình ở dưới này bạn có thể rút gọn đi, đúng không? Thì dưới này còn một thằng cột bình đấy nhá, rút gọn đi thì còn một thằng cột bình cột x nữa. Thì ta lại có là sin x trên cột x bằng gì nữa? Là lại ra tan lần nữa này. Và ở đây cột bình và cột bình thì rút gọn đi, đúng không? Như vậy là tan bình x cộng 3 tan x trừ 4. Đấy. Thì nó lại quy về cái bài toán của buổi hôm trước, đúng không? Quy về bài toán của buổi hôm trước. Thì đó là phương trình bậc 2 đấy của tan bình. Thì bạn có thể bấm máy, đúng không? Menu 922 đấy, phương trình bậc 2, bấm số 1 3 âm 1 thì nó sẽ ra tan. Phương trình bậc 2 cái này hôm trước giải đấy nhá. Đúng ra nếu mà trình bày chuẩn đấy thì các bạn phải đặt tan x bằng t. Nhưng mà thôi, do bạn buổi hôm trước mình đã làm quá là quen rồi, đúng không? Thì mình có thể bỏ qua việc đặt t. Đúng ra nhá, phải đặt bằng t để mà giải tiêu luận. Ở đây sẽ ra hai nghiệm gì? Trừ 1 phải âm 4. Phương trình tan thì các bạn nhớ là nó sẽ có một dòng thôi nhá. Shift tan của 1 này nó sẽ ra được là vi trên 4 cộng đuôi là đuôi kpi. Nghiệm ở dưới, nếu các bạn bấm shift tan của trừ 4 thì sẽ ra cái gì? Lẻ thì phải làm gì? Áp tan thì sao? Đúng rồi, áp tan. Nếu lẻ thì phải ghi là áp tan của âm 4 cộng đuôi kpi. Đấy, RC đấy. Nó không được có nói này, đúng không? Rồi, câu B thì có thể tự làm được rồi đấy, đúng không? Xin bình x. Câu B thì trang của nó chưa rõ ràng lắm cho nên bạn phải chuyển ra nhá. Chuyển cái sin 2x này này. Thay 2 cột x nhân sin x mới được nhá. Lưu ý là sin 2x nó là bằng 2 sin x cột x, rồi mới làm nhá. Câu này cũng tương tự thôi. À, có sin bằng 1 đúng không? Rồi ok, sẽ có x bằng 0 này. Thì nó bài này có sin x bằng 1 đúng không? Rồi, thì các bạn giải phương trình này là được này. Sin x bằng 1 thì có một dòng thôi nhá, pi trên 2 cộng cái pi đúng không? Nhưng mà có cần phải giải trường hợp khác không không? Vẫn có đấy, vẫn phải giải đấy. Xem thử là khác không, nó có nghiệm không ấy. Rồi bắt đầu bạn mới chia hai vế cho cột bình nhá. Vẫn phải giải đấy. Sin x bằng 1 thì nó luôn đúng, giải ra x. Mẫu thêm một câu nữa. Sau khi chia xong thì cái này được là 4 lần của tan x, tan bình này. Đấy, sin bình đi cột bình là bằng tan bình. Cái này là thành 6 lần của tan x nhá. Đấy là 6 lần sin cốt. Cho nên khi bạn chia thì được 6 lần tan. Cái này thì được là trừ 2 lần, trừ 2 thôi đúng không? Bên này là được 4 trên cột bình này. Đấy chưa? Phía bên này nó cũng phải chia thành cột bình như này. Ta tiếp tục này.
68x trừ 2 bằng, các bạn lưu ý này, ở đây chính là 1 trên cột bình nha, 1 trên cột bình này, 1 trên cột bình thì ta này nhớ lại cái công thức của hồi nãy ấy, là 1 trên cột bình bằng gì này, tan bình cộng cộng 1 đúng không? Đấy, hôm nay còn ghi một cho cả bạn một cái chú ý quan trọng ấy, thì 1 trên cột bình chính là bằng tan bình cộng 1, đó chưa? Lúc này thì mình sẽ phá cái ngoặc này ra này, trừ 2 này bằng 4 lần tan bình cộng 4 này tương đương này, cái này mà trừ cái này chuyển vế này, chuyển vế nhá, là thành 3 lần tan bình này, thấy chưa? Các bạn chuyển vế sang bên thấy đấy, phải trừ 6 tan x cộng 6 đúng không? À, ok, thì bấm máy nó sẽ ra là cái gì nhỉ? Hả? Thì 4 trên cột bình nha, thì mình có thể viết lại là thành 4 nhân với 1 trên gì? Không, bên đâu ạ? Cái này đâu dòng, đâu dòng á? Đâu dòng ở bên thầy à, à, đấy là, à, hiểu số 4 này hả? Rồi anh, à, hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Là thành 6 tan x, nó bằng 4 mà cộng 2 được 6, à tan x bằng 4 luôn. Vậy tương đương ở đây là x sẽ bằng là pi trên 4 cộng 1 k pi. Mình vẫn cứ xét cột x bằng 0. Hay vào, hay vào thì các bạn sẽ được sin bằng 0 đúng không? Hay vào đây thì được sin bằng 0. Thì tất nhiên điều này là sai. Vậy thì mình sẽ xét sang cái tình huống số 2, đó là cột x khác 0. Chia cho cột mũ 3 nào, chia 2 về nhá, cho cột mũ 3x, chia 2 về cho cột mũ 3x, ta sẽ được sin mũ 3x chia cột mũ 3x cộng 12 lần sin x nhân cột bình x chia cho cột mũ 3x trừ đi 3 cột mũ 3x chia cột mũ 3x bằng 0. Chia. Yeah. Đó là mình cứ áp dụng thôi, đúng không? Lại dùng cái công thức là chia cột đấy, đúng không? Sin mũ 3 chia cột mũ 3 thì là tan mũ 3. Chỗ này sẽ là cái gì? Cột bình về cột bình là hết này, thì còn lại là hai lần của 8x nữa thôi, và trừ 3 bằng 0. Rồi đến đây, đến đây thì các bạn bấm phương trình bậc 3 nhá, nó sẽ ra được gì đấy? À có một thôi à, ok, dễ rồi đúng không? Cộng ca pi. Nói chung là đẳng cấp bậc nào thì ta chia cho cột của cái đó. Mũ 2 thì chia cho cột mũ 2, cái này mũ 3 chia cột mũ 3. Có cách làm tương tự nhau. Tương tự cho cậu E. Cậu E mà sau khi chia xong thì các bạn sẽ ra được tan mũ 3x này trừ 5 tan bình đúng không? Sau khi chia xong cho cột mũ 3 nha,
bạn sẽ ra được cái này đúng không? Đấy, đây là cái phương trình sau khi các bạn chia cho cục U3 xong. Các bạn làm được như này nhỉ? Đúng rồi, số này là số 6 đấy. Thế đó là cái dụng ý của cái bài này mà. Khi các bạn đây, nói chung là để cho làm gọn hơn nha. Tốt nhất là mình gọi là tế đi. Đặt 8x bằng tế thì bạn sẽ ra được 3 nghiệm. Nào các bạn làm nhanh để đấy nha. Để cho dễ làm nha, chúng ta sẽ đặt là cái này là tế cho nó gọn. Đúng không? Thì các bạn sẽ đặt ra được 3 nghiệm. Một nghiệm là tế bằng gì đấy? Có một nghiệm đẹp ấy. Âm 1 à? Đấy, với hai cái nghiệm khá là xấu, đúng không? Rồi, thì nếu mà đi thi trắc nghiệm ấy. À không, cũng phải lấy không? Đây này, như này nhá, một có một nghiệm đẹp ấy. Có một nghiệm đẹp ấy. Thì ta sẽ phải làm như này. Đó là ta có một nghiệm là tế bằng trừ 1 ấy. Thì khi bạn phân tích cái này thành đá thành nhân tử ấy, thì bạn sẽ có được một cái nhân tử đó là tế gì này? Cộng 1. Đấy, thì cái này thực ra các bạn học vào lớp 9 thì các bạn biết rồi đấy. Khi các bạn có tế bằng trừ 1 thì bạn sẽ chuyển vế ra thành tế cộng 1. Đấy, thì bạn sẽ có nhân tử chúng là tế cộng 1, chuyển vế. Và nó nhấn một cái biểu thức nào đó ở đây này. Đấy, cái này sẽ nhân một biểu thức nào đó ở đây để ra cái này. Đó, bằng 0. Vấn đề ở đây là cái biểu thức này là biểu thức gì? Đấy, thì cái này thì các bạn sẽ phải có cái kiến thức lớp dưới một tí nha. Các bạn sẽ lấy để tính được cái biểu thức này này, ta sẽ phải lấy biểu thức này còn chia cho cái biểu thức này, thấy chưa? Chia biểu thức này có hai cách để chia. Một là chia đa thức của lớp 8, hoặc các bạn có thể dùng một cái lược đồ, gọi là lược đồ gì các bạn biết không? Có bạn nào ở đây biết cái lược đồ học né không? Đấy, các bạn có hai cách để chia này, để tìm ra cái biểu thức này nhá. Đó là các bạn lấy cái này này, các bạn chia cho cái này. Có thể chia theo kiểu lớp 8 hoặc có thể chia theo kiểu lực đồ học này. Thì các bạn nhớ cái cách nào nhỉ? Mà chắc cũng chả nhớ cách nào cả. Đây, có thể cách lớp 8 thì các bạn sẽ chia như thế này. Các bạn chia cho t cộng 1 thì nó sẽ ra cái vế đầu kia. Có nhớ cách chia không? Đầu tiên là lấy cái số này chia cái này này. T mũ 3 mà chia t được cái gì các bạn? T bình đúng không? Sau khi chia xong thì các bạn lại nhân ngược trở lại đấy. T bình nhân t thì được t mũ 3. Cái này nhân cái này thì được t bình đúng không? Đấy, rồi sau các bạn gì? Trừ nó đi đúng không? Đấy. Cái này trừ cái này là hết nha. Cái này trừ cái này nào? Trừ 5 t bình mà trừ tiếp đi t bình này. Trừ 6 t bình. Hạ tiếp cái này xuống. Rồi các bạn lại tiếp tục các bạn chia này. Cái này chia cái này được cái gì các bạn? Trừ 6 tế đúng không? Sau mình về nhấn ngược trở lại này. Cái này nhân cái này được trừ 6 tế này. Rồi. Đấy. Thì nó sẽ ra được cái này trừ cái này thì được là 3 tế đúng không? Cái này trừ cái này 3 tế cộng 3. Và các bạn lại chia tiếp cho cái này thì được mấy? Ba t chia t được 3. Đấy, thế là hết rồi đấy. Nhân ngược trở lại là 3t cộng 3 chia hết luôn nhá. Chứ là không. Thế là cách chia của lớp 8. Đó. Đây là t bình này. Trừ 6t cộng 3. Đó là cách chia của lớp 8. Tất nhiên nó sẽ có một cái cách chia nữa, nó đơn giản hơn tí nữa. Đó là cách chia là lược đồ hoặc này. Và chú cũng giới thiệu luôn cho các bạn lược đồ học né nhé. Sau này lỡ có dùng thì nó cũng đỡ bỡ ngỡ ra. Hình như cái này có được giới thiệu cho những bạn học lớp 10 đấy. Lược đồ học né là như thế này này. Ta sẽ kẻ hai cái dòng ra. Mục đích cuối cùng vẫn là tìm cái biểu thức này. Được chưa? Đầu tiên là bạn sẽ ký tất cả những cái hệ số của phương trình bậc 3 lên đây. Hệ số đầu tiên là 1 này. Trừ 5 này, trừ 3 này, với 3 này. Và em bấm được máy có một nghiệm là bằng âm 1. Thì ta ghi âm 1 ở đâu này?
Và để dùng được đồ học né thì em cần nhớ một cái nguyên tắc như sau. Đó là đầu rơi nhân ngang cộng chéo. Không biết các bạn nào nhớ cái nào, có biết cái nào? Đầu rơi nhân ngang cộng chéo. Đầu rơi nghĩa là gì? Đầu rơi không phải là cái đầu của bị rơi nha, mà đầu rơi nghĩa là cái số đầu tiên ta cho đi xuống, được chưa? Số đầu tiên cho xuống đây. Tiếp tục nhân ngang. Nhân ngang nghĩa là âm 1 nhân với 1. Âm 1 nhân 1 là 1. Tiếp tục cộng chéo. Cộng chéo lên, cộng chéo lên đây này. Âm 1 nhân 1 là 1. 1 cộng với âm 5. 1 cộng với âm 5 là được âm 4. Được chưa? Nhắc lại, âm 1. À xin lỗi, âm 1 cộng với âm 5 thì được âm gì? Âm 6. Âm 1 cộng với âm 5 thì là âm 6. Tiếp tục là nhân ngang này. Âm 1 nhân với âm 6 là được 6. 6 mà cộng với 3 là thành 3. Tiếp tục là nhân ngang cộng chéo. Âm 1 nhân 3 là âm 3. Âm 3 cộng chéo lên là 0. Thì khi mà các bạn ra cái kết quả cuối cùng ấy là số 0 ấy, nghĩa là các bạn làm đúng, được chưa? Đó. Nhân ngang cộng chéo đấy, nhân ngang cộng chéo, rồi tiếp tục nhân ngang cộng chéo đó, được chưa? Thì bốn cái số này có ý nghĩa gì? Thì cái số đầu tiên nó chính là cái hệ số của tế bình đấy. Đây sẽ là một tế bình các bạn này, trừ 6 tế này cộng 13 này, đó thì là cái bên kia, được chưa? Thì đó là cách làm nhé. Cách nào cũng được, các bạn thích làm cái nào. Như vậy sau khi giải xong thì các bạn sẽ được tế bằng âm 1 và tế bình trừ 6 tế cộng 3 bằng 0. Lúc này thì em bấm máy thì nó sẽ ra được đấy, cái phương trình này ra được. Mặc dù nó hơi xấu nhưng mà cũng ra được. Tí nữa dùng ác táng thôi. Một nghiệm là nào, đọc hồ cái nghiệm 3 cộng 5 6. Ok. Tức là 8x bằng âm 1. Và 8x bằng 3 cộng 5 6. 8x bằng 3 trừ 5 6. Thì bắt đầu giải thôi, đúng không? Giải cái này thì khá đơn giản đó mà. Bấm shift 8 của âm 1 thì nó là trừ pi trên 4. Còn với cả pi ở dưới này thì nó là ác táng thôi. Chỗ này thì ác táng, xấu quá. Ác táng của 3 cộng căn 6 cộng ca pi. Và dưới này là x bằng ác táng của 3 trừ căn 6 cộng ca pi. Thì đấy, xong. Nói chung câu này mà làm trắc nghiệm ấy thì các bạn lấy số xấu luôn, tôi cũng chả cần làm như thế này. Đó là nếu mà làm trắc nghiệm thì các bạn cứ chấp nhận cái số xấu trong máy tính thôi. Nhưng mà nếu làm từ luận thì bạn phải phân tích ra giống như trên. Câu A, căn 3 của cos x cộng với 1 trên sin x nó bằng 8 lần sin x. Thì cái này nó giống với cái câu hồi nãy các bạn có hỏi đấy, cái câu 16 của giang 2 đấy, đúng không? Cái câu mà đánh dấu 6 ấy. Thì thực ra nếu mà đặt nó trong giang bài này thì nó dễ hơn tí. À, đối với những cái bài mà có mẫu thì các bạn nên đặt điều kiện nha. Điều kiện ở đấy cho tạm là C
sin x cột sin x hạt không với là cột x hạt không, thấy chưa? Thôi thì cứ để đó đấy, bình thường là các bạn sẽ phải giải ra đúng không? Thôi cứ để đó. Thì trọng tâm hôm nay là không phải là tìm điều kiện nhá, đó là mình đặt cho có thôi, chứ còn hôm nay không phải là buổi giải điều kiện, hôm nay là buổi giải phương trình, nên mình sẽ không trọng tâm vào việc đặt điều kiện. Đối với những cái bài toán các bạn có thể thấy ví dụ hái tất cả những cái câu này này, nó chả có liên quan gì đến những cái bài mà ta đã học, đúng không? Phương trình bậc nhất không phải, phương trình bậc hai cũng không phải, mà phương trình đẳng cấp thì cũng chả giống, đúng không? Thì đối với những cái loại này này thì ta sẽ phải biến đổi quy đồng nhân tử các kiểu để kiểu gì đó nó để ra một cái phương trình mà ta đã học, thì đó là mục đích nha. Ta phải biến đổi một chút khoảng 2-3 dòng gì đó nào, quy đồng thôi, đúng không? À, căn 3 sin x cộng cái này quy đông lên này là cổ tích này, đúng không? Bên này thì các bạn sẽ nhân cái gì? Nhân sin x cổ tích lên, đúng không? Quy đông chắc bị quy đông chứ, đúng không? Rồi, nói chung là nhóm này thì thấy nó cũng phải không phải là kém lắm, nói chung nó cũng khá đông đều. Quy đông nhá. Đấy. Cái này nhân chéo lên này. Cái này quy đông xong thì mình nhập chéo đấy, được chưa? Ok, tiếp tục. Đến đây chúng ta sẽ thấy này, đấy nó là nái. Thực ra cái này là nó bị, nó là phương trình đẳng cấp bậc 3. Đây này. Đây là mũ 2 này, đây mũ 1 này. Thì là 2 cộng 1 là 3 này, thấy chưa? Đấy, đây là mũ 3 đấy, bậc cao nhất là bậc 3. Và hai thằng này nó đồng bậc với nhau này. Đó, đẳng cấp bậc 3 này. Thấy chưa? Nó hơi lạ lạ tí nhưng mà cái này bản chất của nó là đẳng cấp bậc 3. Đây là bậc 3 này. Mà hai ông này thì cũng cùng bậc với nhau. Thấy chưa? Thì ta sẽ làm như này. Đó là các bạn sẽ chia hai về cho cột mũ. Cột mũ gì các bạn? À, chia 2 về cho cột mũ 3. Bình thường các bạn sẽ phải xét cột mũ 3 bằng 0. Nhưng mà do điều kiện ở đây là khác không sẵn thôi, cho nên bạn chia luôn nha. Ok, như vậy đây là căn 3 nhân sin x căn cột mũ 3 cộng với cái này mà chia cái này được 1 trên cột bình bằng 8 trên nho sin bình trên nho cột bình. Cái này mà chia cho cột mũ 3 là rút cột rồi, cột đấy nhá, rút rồi đấy, cho nên về cột bình thôi. Và tất nhiên là mục đích của mình sẽ đưa về hàm tang, đúng nào? Thế tang ở chỗ này là cái gì đây? À, chỗ này sẽ là cái gì rồi? Thứ nhất là sin x trên cột x là bằng gì? Sin x trên cột x này, nó là tang này. Còn giữ ra cái gì nữa nào? Chính phải chính xác là 1 trên cột bình x. Đấy, sin x trên cột x là tang này. Và giữ ra là 1 trên cột bình ở đây nữa. Đúng không? Thì ở đây 1 trên cột bình thì nó lại là tang bình cộng 1. Hiểu cả nhé. Sin x trên cột x là tang này, còn giữ lại thằng cột bình nữa, 1 trên cột bình thì là tang bình cộng 1. Tiếp tục ở đây là tang bình cộng 1 một lần nữa, và bên này là tang bình. Đấy, có thể là tang bình bằng tế cho nó gọn cũng được. Căn 3 tang mũ 3 cộng với căn 3 tang x cộng tang bình cộng 1
bằng 8 lần tan bình. Tương đương căn 3 tan x mũ 3. Cái này chuyển sang là thành trừ 7 lần tan bình cộng với căn 3 tan x cộng 1. Đấy thì nó là phương trình bậc 3 của tan x. Không có thằng nào đẹp, đúng không? Không phải thằng nào đẹp, nhưng thực tế nhá, nó vẫn có một thằng đẹp đấy. Các bạn sẽ bấm ra mà các bạn thấy là không có một số nào đẹp cả. Nhưng thực tế nếu mà nhìn cho kỹ ấy, thì các bạn sẽ thấy một số đẹp. Đó là cái số gì? Bình thường cái tán ấy, để mà đẹp được ấy, thì nó quanh đi còn lại có mấy số như thế này, thế này. Tán x bằng 1 là đẹp. Hoặc là tán x bằng căn 3 cũng là đẹp. Tán x bằng 1 trên căn 3 cũng là số đẹp. Nó quanh đi còn lại là cũng chỉ có tương đương số thôi. Bây giờ nhìn kỹ đi, nó sẽ là số mấy? Có cái số đóng nó là số đẹp đấy. Số gì? Hả? Đúng rồi đây. 1 trên căn 3 chỉ là số 0,577 ở trong trong máy tính ấy, đúng không? Đấy. Thực chất là cái số này là số đẹp đấy. Bởi vì 8x ý, nếu các bạn làm nhiều bài ý, thì các bạn thấy là 8x nó chỉ quay đi còn lại mấy cái số này nó mới đẹp được. Còn lại khác mấy số này xấu ấy. Cho nên là nếu mà nhạy cảm ấy thì các bạn sẽ biết là cái số này là số đẹp. Làm nhiều thì mới biết được. Thì 1 trên căn 3 là 0,577 đấy. Thì như vậy này, nếu mà phân tích cái này thành đa thức tăng nhân tử đi, thì các bạn sẽ có này. Có lẽ là nên để tế cho nó đẹp nha. Nên để tế cho nó dễ viết. Ta lại phải tiếp tục là sử dụng lược đồ hoặc né thôi, đúng không? Như vậy này, sau khi bấm máy xong thì bạn được một kinh nghiệm, đó là tế bằng 1 trên căn 3. Được chưa? Thì nhân tử của nó là gì? Nhân tử của nó là gì này? Đấy nhá. Nếu các bạn bấm được tế bằng 1 trên căn 3 thì nhân tử của nó sẽ là, các bạn sẽ nhấn chéo sang đây này, là căn 3 t trừ 1 bằng 0. Các bạn nhấn chéo sang đây lên, chuyển 1 sang, là được căn 3 t trừ 1. Nhấn với cái gì đó ở đây, thấy chưa? Nó sẽ có nhân tử này nhá. Đừng có bạn nào có cái nhân tử đó là t trừ 1 trên căn 3 nhá, nó không có đâu. Nếu bạn lấy t trừ 1 trên căn 3 là sai đấy. Nhân tử là phải là căn 3 trừ t trừ 1, và phải nhân chéo lên mới được. Thế còn giải quyết cái này thì các bạn có thể dùng lực đồ hoặc né, hoặc các bạn chia, đúng không? Hoặc né hoặc chia thì cái này thì tùy thôi. Đấy. Thấy chưa? Hoặc né này, có thể là như đây nhỉ? Căn 3 này, đúng không? Căn 3 1 này, đúng không? Đấy. Thì đây là gì đấy, 1 trên căn 3 đấy, đúng không? Đó. Đầu tiên là hạ căn 3 xuống này, sau mình nhân chéo lên, đúng không? Tổng lại là hơi xấu, được chưa? Cái này là 1 này, 1 mà trừ 7 là thành trừ 6. Đấy. Cái này là tiếp tục nhân lên này. Đó. Lấy máy tính nó mà bấm nó được. Thôi cái này thì bỏ qua này. Thôi nhá. Nó làm mất thời gian ra. Đấy, thì đó lại là các bạn biết cái chỗ này là được, được chưa? Mình làm để nó lên dừng thôi. Được chưa? Làm để nó dừng thôi. Cách làm đó là dùng lực đo hoặc né để xử lý chỗ này nhá. Nhưng mà nói xấu tí. Bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ sang ví dụ B đi. Đỡ mất thời gian ở cái chỗ này nhá. Đỡ mất thời gian nhá. Bây giờ sang ví dụ B đi.
Xin bình nhân với 1 cộng 8x bằng 3 sin x nhân cos x trừ sin x cộng 3 Câu này mặc dù nhìn hơi gì ấy, nhưng mà nó vẫn là một phương y bằng đẳng cấp. Nếu các bạn nhân ra thì đây là sin bình này, đây là sin x cos x này, mà đây cũng sin bình này. Tức là ở đây tất cả đều mũ là mũ 2 cả nhá. Đó, mũ là mũ 2 hết. Kể cả cái này mà nhân cái này 8x là bằng sin nhân cos. Thế nên bạn nhân cái này với cái này ấy thì nó vẫn là sin nhân cos cũng là mũ 2 cả. Nói tóm lại là khi các bạn để ý ấy, cái này đều mũ 2 cả. Cho nên đấy được gọi là phương trình đẳng cấp bậc 2, tất cả đều mũ 2. Vậy thì phương pháp ở đấy là gì? Chia gì? Chia cổ mũ mũ 2. Nhắc lại nhá, tất cả những cái phương trình này tất cả đều mũ 2, nếu các bạn nhấn cái này với cái này ra thì nó là sin nhân cos cũng là mũ 2. Cái này cũng là mũ 2, được chưa? Thì nó là mũ 2. Nên bạn sẽ chia 2 về cho cột bình. À, có cần phải xét không nhỉ? Thực ra ở đây cũng không cần phải xét đâu, bởi vì cái 8x này này, có 8 ấy thì kiểu gì cột nó cũng phải khác đi, khác không đúng không? Bởi vì 8 thì bằng sin trên cột, nên là khi có 8 thì các bạn cũng chả cần phải đặt điều kiện nữa, kiểu gì nó cũng phải khác không, nó mới hiệu tồn tại được tăng được. Thế nên ta chia thẳng luôn, được chưa? Nó cũng là một phương trình hơi gì đấy. Chia đi nào. Chỗ này mà chia cho cột bình thì nó là tăng bình cái này. Bên kia xử lý như nào các bạn? Một là các bạn nhân ra rồi các bạn mới chia, hoặc hai là các bạn có thể chia cho cột bình thì có thể phân chia ra này. Đây là cột bình đúng không? Thì có thể chia ra đây là cột bình, cột x này, đây cũng cột x này. Đấy. Cột bình đúng không? Chia nhỏ nó ra. Đây ăn với cột x này, còn đây cũng ăn với cột x này. Thì vẫn là cột bình thôi. Nhưng mà đây là gì nào? 3 tăng x này. Ở đây lại có này, ta lại cột x chia cột x là bằng gì? Là bằng 1 này. Còn ở đây là sin x trên cột x này, nó lại là tăng này. Hoặc là bạn có thể nhân ra cái kia được. Như vậy. Thì ở đây thì từ tìm ra tăng nhá. Đó là ý tưởng. Cái này nhiệm vụ của bạn từ nhỉ? Thì câu C thì thầy cũng gợi ý chia cho cột bình nhá. Các bạn tự làm. Câu C cũng gợi ý chia cột bình. Nhớ nhỉ? 1 cộng 3 sin x bằng 2 tan x. Thì các bạn chú ý là sin 2x tính là bằng 2 lần sin cos. 6 sin cos đúng không? Đó bằng 2 tan x. Bây giờ bạn chia cho cột bình này. Chia cho cột bình thì cái chỗ này là cột bình này. Đây là cột bình này. Và đây cũng là cột bình này. Thì ta có thể viết lại như sau. 1 trên cột bình ấy thì nó là 1 cộng tan bình. Tan bình cộng 1. Cái này thì nó lại ra 6 tan x. Cái này là 2 lần 8x nhân với 1 cộng tan bình. Ok, tôi đặt tay bằng tế thì cái này tự tính tiếp nhá. Tại sao người ta gọi là phương trình đối xứng?
quả lam cái gì, nó con giải bay đến à, tôi cái này bên nhà giải đi, cái này cũng dễ mà. Sợ quá, sợ quá thì áp táng thôi. Cái này phương tinh bậc bá hả? Thôi cái này chung ra nghiệp bằng 1 thì chung học né mà làm này, đúng không? Thôi nha, bỏ qua cái này cho đi. Đấy chưa? Next sang dạng 5 để chúng ta nói nào. Next, next, next đi. Cái này nói nãy chưa đâu. Next, next qua dạng 5 đi. Nó này gọi là phương trình đối xứng. Thì các bạn nhìn vào cả câu 1 và câu 2 nào. Cái đặc điểm chung của cả câu này là gì? Đó là sẽ xuất hiện cái gì và cái gì? Đó là tổng của sin cos và gì nữa? Tích của sin cos, được chưa? Nói chính xác, cái loại này gọi là tổng tích sin cos. Tổng và tích sin cos. Hoặc là hiệu tích sin cos. Đấy. Một cái tên khác của nó là tổng tích sin cos. Thế còn sách giáo khoa thì người ta không gọi là loại tổng tích mà người ta gọi là phương trình đối xứng. Thì cái này thực ra cũng chả biết vì sao người ta gọi như thế. Có lẽ là vì thấy nó đối xứng, có sự đối xứng sin cos với nhau thì người ta gọi là đối xứng thôi. Chứ còn ta sẽ gọi với nhau đó là phương trình tổng tích cho nó dễ gọi nha, nó dễ hình dung hơn. Chứ còn bây giờ cập vào các bạn như thế nào là phương trình đối xứng thì chắc các bạn cũng chả biết đâu. Chính xác sẽ là phương trình tổng tích hoặc là hiệu tích. Đấy. Thì đây, cái cách làm như sau này. Phương pháp ở đây duy nhất đó là mình sẽ đặt sin x cộng cos x thì bằng t. Phương pháp em đặt sin x cộng cos bằng t. Sin x cộng cos bằng t. Ở đây ta sẽ bình phương hai vế lên là sin bình sin x cộng cos x nó bằng t bình. Thì bạn khai triển ra này. Cái này là hàng đẳng thức nhá. Hàng đẳng thức ở đây sẽ là sin bình cộng cos bình cộng hai lần sin nhân cos. Đúng không? Cái này hàng đẳng thức đúng không? Nào. Sin bình cộng cos bình thì bằng gì các bạn? Bằng 1 nha. Và chỗ này tiếp tục là cộng 2 lần sin gì? Nhân cos. Nó bằng t bình. Và lúc này em sẽ được là sin nhân cos nó sẽ bằng là t bình trừ 1 trên 2. Đấy. Sin nhân cos sẽ là bằng t bình trừ 1 trên 2. Đấy thì đấy chỉ là phương pháp làm đặt sin cộng cos bằng t thì bạn biểu diễn được sin nhân cos t bằng t bình trừ 1 trên 2 tính theo t. Và ở đây có một cái chú ý nhỏ nhỏ đấy nữa, đó là sin cộng cos ở lớp 10 các bạn đã được chứng minh rồi, lớp 10 đã được chứng minh cái này rồi, nhưng mà chắc là các bạn cũng chả nhớ đâu. Ở đây các bạn nào giỏi nhớ cái này không? Sin cộng cos sẽ được chứng minh bằng công thức gì? Có bạn nào nhớ này không? Sin cộng cos nó sẽ bằng như này. Rồi tập trung mà nghe, không nói chuyện. Hả? Căn 2 cầu gì? Đúng rồi, pi trên 4. Thì sao đấy? Giỏi, nhớ cái này là giỏi đấy. Nhớ cái này là giỏi này. Cái này ít dùng nhưng mà cũng nên nhớ. Sin x cộng cos x thì bằng căn 2 lần sin của x cộng pi trên 4. Cái này được chứng minh thôi thì các bạn áp dụng thôi nhá. Cái này tốt nhất là nên nhớ. Nó cũng không hẳn là quá quan trọng nhưng mà nên nhớ.
muốn chứng minh thì chỉ là bạn chỉ cần là dùng cái công thức xin thì xin cổ cổ xin phân tích ra kiểu gì nó cũng ra cái này. Nên học thuộc đốt nha. Ở đây do xin cộng cốt bằng căn 2 xin của x cộng pi trên 4 nên ở đây ta có một cái điều kiện của tế nữa này. Chú ý này. Do xin x cộng cốt x bằng cái này. Mà xin thì là chạy từ trừ 1 cho đến 1. Cho nên là nhân căn 2 nữa là thành gì cả bạn? Tế nó chạy từ gì đến gì nào? Trừ căn 2 cho đến căn 2. Đấy. Rồi, ok. Thì đó là cách làm. Bây giờ chúng ta vào bài cụ thể. Câu hỏi số 1. Hai lần sin cos cộng 3 lần sin x cos x cộng 2 bằng 0. Đây là phương trình đối xứng, hay còn gọi là phương trình tổng tích sin cos. Khi gặp phương trình tổng tích thì bạn sẽ phải đặt tổng là t. À, trình bày mẫu nhiều câu này thì ra không dễ mà, cứ làm theo bên kia thôi. Đặt sin x cộng cos bằng t. T ở đây thì chạy từ trừ căn 2 cho đến căn 2. Lúc này em bình phương hai vế lên. Em bình phương hai vế lên giống như bên kia. Cũng bình phương lên rồi cũng khai triển hằng đẳng thức thì em được sin nhân cos. Ta viết luôn nha, viết luôn cái kết quả bên kia. Nó bằng gì? T bình trừ 1 trên 2. Được chưa? Sau khi chứng minh này, bạn viết luôn cái này là bằng T bình trừ 1 trên 2. Bây giờ em mới thay vào phương trình trở thành, đó là 2 lần T. Đây, sin cộng cos là 2 lần T cộng 3 lần của sin nhân cos. Sin nhân cos thì em sẽ thay thành T bình trừ 1 trên 2 cộng 2 bằng 0. Lúc này thì giải phương trình của mẫu giáo đó, đúng không? Tương đương ở đây quy đông này 4T cộng 13T bình trừ 1 cộng 14, tất cả nhân về 2 cho nó đẹp. Tương đương ở đây là 3T bình cộng 4T cộng 1 bằng 0. 3T bình này cộng 4T này trừ 3 cộng 4 là cộng 1 này. Thì nó có hai nghiệm. Một nghiệm là hình như là t bằng trừ 1 thì phải. Với một nghiệm là trừ 1/3. Nhầm. Rồi bây giờ thay ngược ra lại t chỉ là cái gì đấy? Sin x cộng cos x. Nó bằng trừ 1. Sin x cộng cos x nó bằng trừ 1. Rồi thì mình sẽ giải cái này thì các bạn hồi nãy có ghi một cái chú ý đấy. Sin x cộng cos x thì nó bằng căn 2 lần của sin của x cộng pi trên 4. Nó bằng trừ 1. Thì ở đây là sin của x cộng pi trên 4. Nó bằng là trừ 1 trên căn 2. Lúc này bạn giải phương trình này thôi. Phương trình này là phương trình cơ bản, đúng không? Bấm shift sin của trừ 1 đến căn 2 nó ra cái gì?
trừ pi trên 4, ok. Cộng cả 2 pi. Nói chung là loại này làm hơi dài. Một nghiệm nữa là lấy pi trừ đi pi trên 4. Một nghiệm nữa là lấy pi trừ đi trừ pi trên 4 là thành 5 pi trên 4 đúng không? Rồi ok, thế như vậy kết quả đấy ta sẽ có hai nghiệm này. Cái này mà trừ cái này thì được là trừ pi trên 2. Và một nghiệm này, cái này trừ cái này là được pi. Đấy, úi giời, nó dai ở cái khúc này này. Đáng lẽ để đây là được rồi đúng không? Nhưng mà lại phải giải tiếp cái này. Đấy. Tiếp tục là trừ 1/3. Thì cái này từ từ giải tiếp thôi. Nhưng mà cái này hình như là hơi gì? Xấu đấy đúng không? Nếu mà giải tiếp cái này thì hơi xấu đấy. Sin x cộng với cos x nó bằng trừ 1/3. Tức là căn x của sin của x cộng pi trên 2, à xin lỗi, pi trên 4, nó bằng trừ 1/3. Vậy tương đương là x cộng pi trên 4 nó bằng là trừ 1 trên nhân 2 căn 3. Cái này phải dùng áp táng đấy, đúng không? Cái này thì chắc các bạn giải được, đúng không? Bấm áp táng. Cái này mà bấm đá nó hơi xấu ấy, cho nên mình phải áp táng nha. À xin lỗi, không phải là áp táng mà áp đi. Áp xin nhá, áp xin. Tương đương là x cộng pi trên 4 nó bằng arc sin của trừ 1 đến 2 căn 3 cộng cả 2 pi. Hả? Cái này á? À? À, thì đó là các bạn máy tính nó trục căn thức cho mình rồi, kết quả như nhau cả thôi. Còn một nghiệm nữa là lấy pi đến pi trừ đi cái này, trừ arc sin. Rồi, nói chung là để nói từ viết tiếp nhá. Hơi xấu. Cái loại này thì nói chung là nó cũng ít ra. Nếu đặc biệt là nếu mà thi trắc nghiệm, còn nếu mà thi tự luận thì có thể cũng ra. Nói chung loại này ít thi. Dài quá. Đấy, giải sóng tế này lại còn phải giải cái phương trình kia này. Gió là cái bài này này, cái dạng này này, nó dài nhá. Cho nên mình chỉ làm đến cái chỗ tế là chúng ta sẽ dừng, được chưa? Cho còn cái khúc này thì ta sẽ không giải cụ thể x đâu. Đi thí thì mình giải tiếp. Cho còn là do là chúng ta tập trung vào việc tinh tế là chính. Thế mình sẽ chỉ tính đến cái chỗ tế thôi nhá. Đi thí thì các bạn cứ làm tiếp cho nó đầy đủ như thế này. Nhưng mà ở đấy thì mình sẽ làm cái tinh tế thôi. Cái bài này thì nó chưa xuất hiện tổng tích ngay, đúng không? Các bạn phải nhìn ra tổng tích ở đây. Thực ra bài này là hiệu tích nhưng mà tổng tích. Ở đây các bạn sẽ phải đặt 3 làm thừa số chúng đã đấy. Sau đó các bạn sẽ đặt cái sin 2x này thì còn sẽ viết là 2 sin x cos x đúng không? Nhân 2 nữa thành 4 lần sin x cos x cộng 3 đúng không? Lúc này bạn mới đặt cos x trừ sin x trừ cos x đúng không? Đặt sin x trừ cos x bằng t. Đấy, có hiệu này, có tích này, đặt cái hiệu hoặc là tổng là bằng t. À, sau đây em làm giống như hồi nãy ấy, tức là em bình phương nó lên, đúng không? Em bình phương lên để em tìm ra cái gì, sin nhân cột bằng mấy.
Binh phương lên nha. Binh phương lên thì nó là hàng đẳng thức này. Xin binh cộng cốt binh thì nó bằng 1 này. Tiếp tục trừ 2 lần xin cốt này bằng tế binh. Và lúc này em sẽ được là xin x nhân cốt x, nó sẽ bằng là 1 trừ tế binh chia 2. Ok, bây giờ thay ngược trở lại kia là thành 3 tế cộng 4 lần của 1 trừ tế binh trên 2 cộng 3. Thì đấy, bằng 0. Thế rồi em tìm tế sẽ được là trừ 2 tế binh này đúng không, cộng 3 tế này cộng, tương đương ở đây là tế mà trừ 1 phải tế bằng 5/2 à. 5/2 thì loài nhỉ, đúng không? Căn 2 này 2. Loài số này. Tế cho tế trừ căn 2 này 2 mà, đúng không? Loài. Tế bằng trừ 1 ấy thì tức là sin x trừ cos x bằng trừ 1. Thì các bạn chú ý này. Cái chỗ này để thì sin x trừ cos x bằng trừ 1 thì sao? Hồi nãy là sin x cộng cos x thì bằng gì? Sin x cộng cos x thì nó lại là bằng căn của 2 nhân sin của x cộng pi trên 4. Thế nếu mà trừ thì sao nhỉ? Thì gì? Thì đây sẽ là trừ. Thế đó. Đúng không? Thế các bạn có thể viết tiếp, đây là căn 2 sin của x trừ pi trên 4. Nó bằng trừ 1. Đấy, thì để này thì thôi nhá. Các em phải giải được thôi đúng không? Chuyển căn 2 sáng nó thành trừ 1 đến căn 2. Bỏ qua nha, đó là phương trình cơ bản. Ta giải vài trăm lần thôi đúng không? Gần nghìn lần rồi đấy. Do là cái bài này nó viết ra nó dài. Tập trung vào việc tìm tế là chính. Câu 2, các bạn suy nghĩ một chút về câu 2 nào. Làm thế nào để chúng ta tìm ra được tổng mất tích ở đây? Câu 2. Thôi, tất cả bạn sang index sang câu 2 luôn nha. Cái chỗ này thì thôi. Nào câu 2. Làm thế nào để chúng ta tìm ra được tổng mất tích ở câu 2? Cột mũ 3 cộng sin mũ 3 nó bằng 1 trừ đi 1/2 sin 2x. Nào. Câu này thì làm thế nào để mình tìm ra tổng mất tích? Có tích chưa? Tích nó nằm ở đâu các bạn? Sin 2x kia này. Thế còn cái này thì để làm gì đây? Thì các bạn phải nhớ cái hàng đẳng thức của lớp 7 lớp 8 gì đây, 7 hàng đẳng thức đáng nhớ đây đúng không? Nhưng mà cũng đáng quên. Ở đây nào, A mũ 3 cộng B mũ 3 nó sẽ ra cái gì? Đọc xem. A gì? Tiếp. A bình. A bình trừ. Đấy, đúng rồi đây. Rồi. Dùng cái này cũng được. Hoặc nó có một cái biến thể khác như này này. Nó có một biến thể khác như này. A mũ 3 cộng B mũ 3 trừ đi 3 lần AB. Nhân với A cộng B. Đây là một biến thể khác của hàng đẳng thức này. Mấy các bạn có biết cái này không? Cái này thì chắc thuộc này, nhưng mà cái này thì chắc ít người biết. A cộng B tất cả mũ 3 trừ 3 lần AB cộng A nhân cộng B. Các bạn dùng cái này cũng được, mà dùng cái này cũng được. Nhưng đối với cái hàng đẳng thức này thì có lẽ là nên dùng cái dưới hơn. Được chưa? Đây. Cốt C
xuyến công cốt, tất cả mũ 3 trừ này 3 lần AB xin cốt nhân với xin cốt công cốt tiếp nó bằng 1 trừ đi 1 phần 2 lần, cái này là thành 2 lần xin cốt, nó thành nhân vô là thành xin cốt. Thì đấy, nó ra được cái phương trình tổng tích, nó là ok đúng không? Sau khi đặt xong thì các bạn sẽ là phương trình gì? Đây là t mũ 3 này. Xin nhân cốt thì nó là t bình trừ 1 trên 2 đúng không? Hồi nãy chúng ta có đặt một lần thôi. Còn cái này là t này. Cái này là 1 trừ t bình trừ 1 trên 2. Thì đấy, nó ra phương trình như thế. Thế nhiệm vụ của em là chỉ là giải cái phương trình của con nít này thôi. Ta nhân 2 với 2 quy đồng. Nhân với t nữa. Cái này là 2 này trừ t bình cộng 1. Và hoặc đổi dấu. Tương ứng ở đây 2 t mũ 3 và trừ đi t mũ 3 là thành trừ t mũ 3 cộng với 3t, nó bằng là 3 trừ t bình, tương đương ở đây là t trừ t mũ 3 này cộng với t bình cộng 3t trừ 3 bằng 0. Đấy, nó ra được t. Một nghiệp à? Ok, quá đẹp. T bằng 1 thì suy ra sin x cộng cột x bằng 0, à sin x cộng cột x bằng 1, tức là căn 2 lần của sin x cộng pi trên 4 thì bằng 1. Đến đây thì chuyển căn 2 xuống đúng không? Đây từ giải điểm không? Ở cái này bỏ qua cũng được nhá, vì mình cũng đã làm phương trình cơ bản rất là nhiều lần. Có như mặc định là mình làm được đi. Nách luôn câu B đi nhá. Là để này nách luôn. Nào nách sang của câu cuối cùng nào. Sin x cộng cos x nó bằng cos của 2x. Thế cho 1 trừ 2 trừ sin 2x. Câu này thì từ suy nghĩ xem cái cách để tạo ra tổng quy tích ở đây. Cái này thì cứ nhân chéo lên thôi. Ta có những bỏ qua một điều kiện đi. Đúng ra là nếu mà giải ấy, thì bạn phải đặt điều kiện mẫu khả không. Tuy nhiên là chúng ta đang tập giải phương trình là chính. Cho nên coi như bỏ qua đi. Đấy, nhân chéo lên, thấy chưa? Nhân chéo lên. Rồi, thế bây giờ cột 2x nó sẽ là cái gì? Cột 2x ở đây này. Ta sẽ dùng có 3 công thức đúng không? Ở đây ta sẽ dùng cái công thức đó là cột bình trừ sin bình. Tại sao lại dùng công thức này? Thì ở đây ta có này. Cái này thì vẫn như cũ nha, tức là vẫn là sin x cộng cos x. Chưa đồng chạm gì đến bên này cả. Còn bên này thì ta sẽ có này, đó là cos x trừ sin x. Hay là thức này, A bình trừ B bình ấy. A bình trừ B bình chính là A bình A trừ B nhân với A cộng B. A trừ B nhân A cộng B. Rồi, hiểu bọn ai chứ? Đây, hàm là thức A trừ B nhân A cộng B. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái điều gì hay ho ở đấy nào. Hai bên đều có cái gì à? À đúng rồi, sin x cộng cos x chung nhau, thấy chưa? Cho nên là chúng ta sẽ chuyển cái vế này sang bên trái. Và chúng ta sẽ đặt sin x cộng cos x làm thừa số chung. Hay làm tắt luôn, sin x cộng cos x đặt làm thừa số chung này.
chuyển cái này sang bên trái rồi đặt nhân tử chung. Như vậy đây là 1 trừ sin 2x trừ đi, sau khi đặt nhân tử chung thì ta trừ đi, trừ cái gì các bạn? À đúng rồi, trừ cái này này. Nhưng mà trừ cái này thì phải đổi phá hoặc là phải đổi dấu nha. Cầu sin x. Đấy, trừ đi cái này. Nhưng mà trừ thì phải đổi dấu, được chưa? Đổi dấu, à, bằng 0. Rồi, ok. Và khi hai thằng nhân với nhau bằng 0 thì một là cái này bằng 0 hoặc cái này bằng 0, đúng không? Tức là sin x cộng cos x bằng 0. Thì cái này giải dễ nhá, cái này giải dễ nhá, nó là căn 2 của sin của x cộng pi trên 4 bằng 0. Thì cái này các bạn chắc giải được đúng không? Đấy, phân tích cơ bản nhá. Tiếp tục ở dưới này. Nó là 1 trừ sin 2x trừ cos x cộng với sin x. Có lẽ là tốt nhất là các bạn nên để trong ngoặc ở đây này. Đấy, cái vế này bằng 0, chưa phá là cái này bằng 0. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên để cho ngoặc đi, đừng có phá. Bởi vì tí nữa ta sẽ đặt là gì này, đặt cái cos x trừ sin x là bằng t. Đấy, bằng sin 2x nên chính là 2 sin cos này. Đó, đặt cos x trừ sin x là bằng t. Thì hồi nãy chúng ta có đặt một lần thôi, ta lấy kết quả thôi. Cái câu b đấy thì phải có đặt là đúng rồi, 1 trừ t bên trên 2. Rồi mình ráp lại với đến 1 trừ đi cái này, trừ đi t bằng 0. Rồi quy đông thì để đây là bài dễ thôi, 2 trừ đi 1 cộng t bình trừ 2t bằng 0. Vậy tương đương ở đây là t bình trừ 2t cộng 1 bằng 0. Vậy t bằng 1. Thôi để đây giải tiếp nhá. Đây, ok. Sau khi giải ra t thì bạn viết cos x trừ sin x thôi. Rồi, về nhà giải tiếp nhá. Bài tập về nhà là dạng 4, bài dạng 5, được chưa? Buổi sáu là chúng ta sẽ có một buổi luyện tập.